Nhiều người yêu thích chúng vì trông chúng như thể một tác phẩm nghệ thuật, hoặc cũng có thể trông chúng như là một công trình được rất nhiều người cùng nhau tạo ra. 20 km về phía đông bảo tàng, dọc kênh đảo Fiji, một container của hãng The Bash In là nơi luôn thu thập những thông tin mới nhất và nóng hổi về sự xuất hiện của những vòng tròn bí ẩn cho những người hiếu kỳ. Có một hình mới xuất hiện ở đây, ngay phía trước ở bên trái. Bạn chỉ cần đi xuống một chút là thấy có dấu hiệu ở trong hàng rào. Charles Manley đã nghiên cứu về những bí ẩn này trong suốt 18 năm qua và chia sẻ những thông tin mà anh ấy có, cập nhật liên tục với cộng đồng những người săn tìm vòng tròn. Mọi người phải dựa vào thông tin của nhau, và rõ ràng đôi khi thông tin không được xác thực, nhưng họ vẫn phải chấp nhận những thông tin đó. Đại đa số mọi người đều tìm kiếm không có định hướng nào, vì những vòng tròn xuất hiện ở những địa điểm hết sức mơ hồ. Nếu như bạn không thông thạo địa hình khu vực đó, bạn sẽ không thể nào biết được chúng xuất hiện ở đâu. Vì vậy, tôi đã mở một quán cà phê, dán bản đồ lên trên tường. Trong vòng nhiều ngày, chúng tôi thu thập thông tin từ mọi người ở khắp nơi trên thế giới. Trông nơi này cứ như một nhà thương điên. Thậm chí có những người hiện đang bay trên bầu trời để tìm kiếm xem họ có thông tin nào mới không. Đó là một cuộc đua với thời gian đối với Monique. Ai đó trong mạng lưới của cô vừa mới gọi. Một vòng tròn bí ẩn mới được tìm thấy. Mục tiêu của cô là phải trở thành người đầu tiên tới được khu vực đó để điều tra. Người đàn ông phía trước này lái xe quá chậm. Chúng tôi đang trên đường tới chỗ người nông dân chủ ruộng. Chúng tôi được nghe thông tin rằng vòng tròn bí ẩn đã xuất hiện trên cánh đồng của anh ấy. Hy vọng sẽ xin phép được chủ ruộng cho vào khám phá và nghiên cứu về hình dáng của vòng tròn, cũng như hy vọng anh ấy sẽ cho phép công chúng được đến tham quan ở đây. Monique muốn biết xem liệu những hình học mới này do con người tạo nên hay vẫn là một hiện tượng kỳ bí. Vấn đề lớn nhất giờ đây là liệu người nông dân sẽ cho phép các nhà nghiên cứu sâu hơn hay là cho phá hủy ngay những hình học vừa mới được tạo ra. Tôi có biết người nông dân này, tôi nghĩ ít nhất anh ấy sẽ đồng ý cho một vài nhà nghiên cứu vào xem xét khu ruộng. Lucky shot. It's the farmer. Monique đang rất lo lắng. Cô ấy thực sự rất muốn Tim là chủ ruộng cho phép cô vào khám phá khu ruộng của anh. Liệu tôi có thể vào ruộng của anh để xem một chút được không? Cô muốn vào ruộng nào? Là thửa ruộng ở ngay đây. Được, có một cái ở trên kia nữa. Vâng, cảm ơn anh. Anh có nhận thấy là có cái gì đó bất thường? Có, tôi có thấy. Thật ư? Thế sao anh không gọi báo cho tôi biết? Vì tôi nghĩ ai cũng biết rồi. Vậy nghĩa là nó còn chưa bị đăng tải lên mạng? Chưa hề. Thế mới tốt làm sao? Cô cứ đi lên phía trên đó. Nhưng những người bảo vệ có thể sẽ đuổi cô ra. Tôi sẽ tự lo liệu. Miễn là tôi có sự đồng ý từ anh và tôi không chụp ảnh đâu. Thế là được rồi. Chúc may mắn. Tim đã quá mệt mỏi về những vòng tròn bí ẩn. Nó đã khiến anh ấy mất quá nhiều thời gian và tiền bạc. Đối với anh, tất cả những thứ đó chỉ là do con người tạo ra. Anh ấy rất bực mình. Không muốn nhìn thấy bất kỳ hình học nào như vậy trên ruộng của mình nữa. Thế đã là quá đủ. Tại sao nó vẫn diễn ra trong suốt 25 năm? Cô cảm thấy thế nào về điều đó? Tất nhiên tôi có thể hiểu được thái độ của những người nông dân. Dĩ nhiên với tư cách là một nhà nghiên cứu, tôi cảm thấy đau lòng khi những bằng chứng để nghiên cứu bị phá hủy. Monique muốn được tận mắt trông thấy những hình học đó trước khi Tim phá hủy để hiểu được liệu chúng có phải do con người làm ra không hay thực sự đúng là một sự bí ẩn. Việc này có hợp pháp không? Nó hoàn toàn hợp pháp. Với sự đồng ý của người nông dân, Monique cho gọi cả đội của cô sẵn sàng có mặt ở khu vực nghiên cứu. Nó quá là tuyệt vời. Tôi rất hạnh phúc vì bạn đã phát hiện ra nó. Cả nhóm đều muốn là những người đầu tiên có mặt ở đó, giống như thể đấy là hiện trường của một vụ án, để có thể thu thập những chứng cứ, dữ liệu, manh mối hay bất cứ thông tin nào. Khi bạn nhìn thấy những gì đã xảy ra trên mặt đất, bạn luôn cảm thấy ngạc nhiên vì chúng quá đẹp và lại không có ai ở đây ngoài bạn.
Có vẻ như là Monique và nhóm của cô là những người đầu tiên vào cánh đồng, nhưng thực sự họ đang tìm kiếm thứ gì? Chúng tôi đang tìm kiếm sự thật, tìm kiếm chứng cứ. Thứ này trông giống như một loại sợi dệt, có đúng không anh? It looks like a kind of woven thing, eh, Niels? Ah, it looks nice. Trông nó quá đẹp. If it's man-made, nếu đúng là do con người tạo ra, thì phải có dấu vết của máy cắt qua cắt lại trên thân cây. Nhưng chúng ta lại hoàn toàn không thấy điều đó. Monique cảm thấy những vòng tròn bí ẩn này không phải do con người tạo ra. Máy bay không người lái sẽ giúp cả nhóm có được cái nhìn toàn cảnh từ trên cao. Kết quả đúng là đáng kinh ngạc. Họ sẽ ghi lại hình dáng hình học và lưu trữ những hình ảnh này cho những triển lãm trong tương lai tại bảo tàng địa phương. Đột nhiên, Monique cảm thấy lo lắng khi có người bảo vệ đang tiến tới từ phía xa. Anh ấy trông rõ ràng là không vui. Làm thế nào mà mấy người vào đây được? Cũng là con đường như anh thôi. Đây chỉ là một hành động phá hoại. Có vậy thôi. Nhưng nếu nó được tạo ra bởi người ngoài hành tinh thì lại là chuyện khác. Người ngoài hành tinh? Đúng vậy. Một kiểu người ngoài hành tinh nào đó, tôi không biết. Lẽ ra họ phải rất thông minh, nhưng hành động kiểu này thì không phải như vậy. Lúc đầu tôi cũng thấy đẹp, nhưng tôi đã nhìn thấy trong suốt 25 năm qua rồi. Monique rất mừng là cô đã xin ý kiến chủ dụng trước. Những người bảo vệ này hoàn toàn có thể bắn chỉ thiên để cảnh cáo những người xâm nhập bất hợp pháp. Bạn cảm thấy thế nào nếu trong trường hợp đó là ruộng nhà bạn và tôi xâm nhập vào đó, lùng sục khắp mọi nơi, dẫm đạp lên những thửa ruộng quý giá của bạn, chụp ảnh khắp nơi, quay phim cả thửa ruộng từ trên cao, kiếm tiền từ những hình ảnh đó và chẳng trả cái gì cho bạn? Tôi nghĩ bạn cũng thấy đó là một hành động rất khiếm nhã. Và rõ ràng là nếu tôi làm thế với ruộng nhà bạn, bạn cũng sẽ gọi cảnh sát. Đó là một hành động xâm chiếm và phá hoại. Những người nông dân đi đến một giải pháp hợp lý cho vấn đề này. Phá hủy mọi vòng tròn bí ẩn nào được tạo ra trên cánh đồng của họ ngay khi họ tìm ra chúng. Phá hủy tất cả những hình học đẹp đẽ đó. Vì vậy đồng thời có thể tránh được những thiệt hại không đáng có cho ruộng vườn của họ khi những kẻ săn tìm vòng tròn đó đặt chân tới đây. Nó làm tôi rất bực mình, bởi vì tại sao những việc đó lại xảy ra với tôi? Nếu đó là do người ngoài hành tinh làm thì lại là chuyện khác. Nhưng tôi không tin vào những thứ như thế. Đây chỉ là cách để thu hút du khách. Ai đó lợi dụng chúng để tạo ra lợi nhuận. Ai đó đã cố tình làm những điều này. Rất nhiều người không cho rằng đây là hành động phá hoại và họ muốn tìm ra sự thật. Sự thật nào? Là những gì mà chúng ta chưa biết thì đó vẫn còn là một bí ẩn. Tôi cũng chưa biết sự thật là gì cho đến lúc này, chưa có ai biết. Nếu như đối với những người săn tìm vòng tròn đồng ruộng vẫn còn là một bí ẩn, thì đối với những người nông dân và người bảo vệ mùa màng và đất đai thì đó là một trò lừa đảo lớn. Vụ bê bối đầu tiên nổ ra ở nước Anh vào năm 1991. Doc và Dave, hai người đã về hưu và tuyên bố với báo chí, họ công bố rằng hơn 15 năm qua, họ đã tạo ra hơn 100 vòng tròn đồng ruộng. Người Anh bị sốc nặng về chuyện này. Liệu hai người đó đang nói sự thật hay chỉ là những lời nói dối? Hai người già tuyên bố đã tạo ra hàng trăm vòng tròn bí ẩn trong những khu vực xung quanh nơi họ sống. Họ đã dừng lại bởi vì giờ đây họ cảm thấy sợ hãi.
Chúng tôi đã nghe những người này tuyên bố họ chính là người tạo ra vòng tròn bí ẩn, nói rằng tại sao họ dừng lại, và đó là lý do tại sao sẽ không còn những vòng tròn bí ẩn này nữa vào những năm tiếp theo. Đúng là chúng tôi chưa từng bao giờ thấy nhiều vòng tròn bí ẩn đến thế xuất hiện quanh khu vực này, và chúng đều tuyệt đẹp. Những người đó đã tạo ra các vòng tròn bí ẩn cho những chiến dịch quảng bá thương mại trên TV trong nhiều năm. Nhưng khi chúng tôi xem xét những vòng tròn bí ẩn đó, chúng tôi thu thập lại tất cả những thông tin, những dữ liệu. Chúng tôi xem kiểu hình học được tạo ra bởi con người. Chúng tôi xem xét sự tự nhiên của chúng, so sánh với bất kỳ những vòng tròn bí ẩn nào đã được thu thập. Nếu thấy chúng có chung kiểu mẫu, một mô hình tương tự, thì có thể ta sẽ quan sát được trên lá cây những vết cắt giống hệt nhau. Một nhóm ba người đã đồng ý cho phép chúng tôi ghi hình lại cách mà họ tạo ra một vòng tròn bí ẩn. Nhưng họ yêu cầu giấu mặt vì họ không muốn tiết lộ danh tính. Trên cánh đồng lúa mạch này, kết quả cuối cùng đã tạo ra một vòng tròn bí ẩn với đường kính 50m, một kết quả rất đáng thuyết phục. Máy quay của chúng tôi ghi lại được cảnh đúng là con người có thể tạo ra những vòng tròn bí ẩn tinh vi chỉ bằng một vài tấm gỗ và vài cái dây. Nhưng phải mất đến 8 giờ đồng hồ để ba người họ có thể tạo ra được một vòng tròn bí ẩn như vậy, trong những điều kiện hoàn hảo nhất và ngay trong ánh sáng ban ngày. Tôi biết là nếu họ làm thế thì họ sẽ làm rối loạn cả cánh đồng lên. Liệu điều đó có liên quan gì đến hiện tượng những vòng tròn bí ẩn thực sự không hề có một dấu vết nào để lại? Michael Glickman là một kiến trúc sư, kỹ sư, nhà sáng chế và giáo viên. Ông ấy đã nghiên cứu về những vòng tròn bí ẩn trong hơn 1/4 thế kỷ qua. Không thể nào tạo ra những vòng tròn bí ẩn như vậy mà không để lại dấu vết. Câu hỏi lớn nhất là liệu điều đó có thật hay không, hay chỉ là một trò lừa bịp? Liệu có hợp lý chăng khi tin rằng những mẫu hình học xuất hiện trên những quy mô cực lớn như thế này là do con người tạo ra? Những chứng cứ để lại trên mặt đất, liệu có ủng hộ cho giả thuyết đó không? Chắc chắn nó phải để lại một đống lộn xộn khổng lồ. Và những mảnh vụn cắt dư thừa thì đã biến đi đâu? Không ai có thể đảm bảo rằng những lời giải thích trên là hợp lý. Và nếu những nhà nghiên cứu đã đồng ý rằng 90% những vòng tròn bí ẩn đó là do con người tạo ra, thế còn 10% thì sao? Ai tạo ra và tạo ra như thế nào? Đó là một hiện tượng kỳ bí, vượt quá tầm hiểu biết của con người. Nó chỉ đơn giản là bất thình lình xuất hiện. Tôi không thể nào hiểu nổi hiện tượng này. Chúng ta cần một chuyên gia nào đó có thể chỉ rõ cho ta rằng cái này là thật, được người ngoài hành tinh tạo ra, hoặc còn cái này là giả, do con người tạo ra. Vào buổi sáng ngày 11 tháng 8,